Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Du lịch Việt Nam. Tôi là MC Hải Phong, người sẽ đồng hành cùng các bạn trong chương trình hôm nay. Các bạn thân mến, Việt Nam được mệnh danh là điểm đến hàng đầu Đông Nam Á. Và khi đến đây, du khách không thể bỏ qua Vịnh Hạ Long, một điểm đến vô cùng lý tưởng. Nơi đây được công nhận là một trong 7 kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Với những hòn đảo xinh đẹp và nước biển trong xanh, Vịnh Hạ Long thu hút hàng triệu lượt du khách đến mỗi năm. Vịnh Hạ Long chắc chắn sẽ là một điểm đến lý tưởng trong mùa hè này. Các bạn hãy ghé thăm Vịnh Hạ Long nhé. Thời lượng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại.